Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Rồi. Phường 4, quận 8. Rồi. À, bị sao? Nó ù lỗ tai, cứ nằm xuống ù ù, cứ nghe ù ù làm như là tiếng còi hú trong lỗ tai hoài. Bị bao lâu rồi? Gần cả năm. Gần cả năm nay rồi. Mà bây giờ hiện nay, hiện tại bây giờ nghe sao? O. Hiện tại đó. Hiện tại o o. O phải không? Thì bây giờ là anh này là anh mới học có ngày nè. Phải không? Bây giờ ông sẽ chữa cho anh. Thì anh coi cái kết quả làm sao đúng không? Rồi nếu mà thành công được thì mai mốt nên đi học để tự mình chữa luôn. Ok? Được rồi. Như vậy á, là người bệnh sẽ tự làm để làm gì? Cái này gọi là kích thích ngay cái động mạch cảnh. Thấy không? Rồi sau khi mà kích thích xong rồi thì bắt đầu mình bơm máu lên. Sau khi mà bơm cái động mạch cảnh xong thì sau khi mà tác động vô động mạch cảnh xong thì dùng cái ngón cái á, để vô động mạch cảnh hai bên và đẩy và thúc đẩy để cho mạch máu nó lên trên não được điều hòa. Rồi sau đó là dùng cái ngón cái và ngón trỏ dây đều ở hai cái vành tay hai bên. Mặc dù mình biết là ông này cũng bị cái lỗ tai ở bên phải, nhưng bây giờ mình làm ở lỗ hai tay đều luôn. Và bây giờ làm đều xong hết rồi ha, thì làm luôn cả cái lỗ tai trong luôn, làm cho dò vô. Chừng nào nghe nóng rồi đó. Được chưa? Nóng chưa? Rồi. Cái ngón trỏ với ngón cái và vặn ra. Rồi chưa? Rồi. Và dùng cái ngón trỏ đút sâu vào bên trong và lại móc như móc câu này, móc mạnh ra. Móc ra. Rồi. Móc ba cái. Dùng ngón cái vặn móc ra. Ở trong tay ra. Tức là cơ thể đang lạnh mà tác động vô xong là thấy như sao? Không đổ ngồi á. Đổ ngồi hả? Rồi, sao rồi? Bây giờ ông nằm xuống rồi, ông thấy sao rồi? Giảm. Giảm sao? Nhưng mà 100% giảm hết 80 á. 80% rồi hả? Nó kêu nhỏ lại, không phải nó kêu lớn mà nó kêu nhỏ lại. Nó kêu nhỏ lại rồi phải không? Kêu nhỏ lại. Và như vậy là thấy là ông cho cái phát biểu ấy. Tức là lúc mà coi video ở nhà sao? Coi video ở nhà thì thầy kêu làm rồi bấu lỗ tai cũng làm đồ đầy đủ, nhưng nó kêu. Nhưng lại đây thấy thầy làm là bơm máu rồi bơm tai rồi là đang đứng lên dậy. Ở đây xuống đây có người thí dụ như 100% rồi còn lại là 80, thì quên là hết 80 còn lại 20. Yeah. Để mà lại giúp đỡ hàng xóm rồi sao nữa, nuôi cả dòng họ mình nữa và làm bằng một cách là từ thiện chứ miễn sao người bệnh hết bệnh là được rồi. Đúng là đó là niềm vui của mình đó. Thành ra là trước mắt là mình học và mình chữa cho mình và sau đó mình chữa cho mọi người, chữa cho mọi người. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ.
Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.